Đây, máy bay mở ra mà không được đáp xuống thì chẳng ăn đó. Bon giờ là hãng máy bay mơ chở bay tới Hồng Kông. Bon giờ tôi đang chạy đến cái website Bon giờ. Các con nghe yêu giá tất cả mẹ mai là cái chuyện tham gọi để biết ba mẹ nó như thế này. Ba cái tuổi là tiện nghi giá rất là mềm. Thank you.